Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục mình. Đoạn lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội lỗi, sanh ra tội ác chọn sanh ra sự chết. Tư dục mình. Tư dục như thế nào? Nhưng người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình. Tư dục xui dục. Chúng ta thường nói là ma quỷ cám dỗ đúng không? Thì điều đó không sai. Nhưng ma quỷ khi, tại sao nó có thể cám dỗ chúng ta? Làm cách nào để nó cám dỗ chúng ta được? Nếu chúng ta không để cho cái tư dục của chúng ta nó làm chủ chúng ta. Ví dụ nè, ví dụ bây giờ một người đàn ông, họ suy nghĩ ở trong lòng, họ quan điểm suy nghĩ trong lòng đó là họ không được phép không phản bội vợ mình. Giống như ông Gióp ông nói đó, tôi kết ước với mắt của tôi là không nhìn vào người phụ nữ đồng trinh, tức là không nhìn vào trong người phụ nữ khác. Ông kết ước với mắt của ông, tức là ông tự suy nghĩ, ông tự quyết định như vậy. Khi ông có quyết định như vậy rồi, đi ra đường, con mắt của ông sẽ không nhìn qua bên hữu, cũng không nhìn qua bên tả. Con mắt của ông sẽ không liếc vào trong những người khác. Thì làm sao có tư dục để nó xui dục ông Phạm? Nhưng thả lỏng cái ước muốn của chúng ta thì cái tư dục này nó sẽ kéo chúng ta, nó sẽ xui chúng ta, nó sẽ xúi dục chúng ta để chúng ta làm hết tất cả những cái điều gì. Đó là cái vấn đề. Sự cám dỗ chỉ đến, nó đến khi chúng ta để cho tư dục của mình nó, tư dục của chúng ta được nó, chúng ta so sánh thế này nè. Tư dục của chúng ta nó giống như một con thú vậy. Một con thú dữ vậy. Đây là cái cách mà tôi dùng nha. Nó giống như con thú dữ. Nếu chúng ta không quản lý được nó, nếu chúng ta không áp chế được nó thì nó sẽ tiêu diệt chúng ta. Nó đơn giản là như vậy. Không có thật là không có một con người nào tốt hơn con người nào đâu. Cũng không có một con người nào yếu kém hơn con người nào. Nhưng cái vấn đề là chúng ta quản lý tốt được cái tự chúng ta hay không thôi. Bởi vì cho nên Phaolô ông nói đó, tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Có nghĩa là thân thể của Phaolô cũng có những lúc nó không muốn phục. Đúng không? Cũng những lúc nó không muốn phục. Nhưng mà Phaolô quyết là tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Vậy nghĩa thế nào? Để có thể nghiêm khắc thì chúng ta phải có quy tắc. Chúng ta phải có quy tắc sống. Và theo quy tắc đó, mà chúng ta bắt thân thể chúng ta, hay là bắt cái tư dục này chúng ta, nó phải ở trong cái quy tắc đó. Khi tư dục chúng ta nó ở trong quy tắc đó thì con người chúng ta sẽ không phạm tội. Cho nên tội lỗi là cái gì? Tội lỗi là khi con người vượt ra cái quy tắc. Nó đơn giản là như vậy. Tội lỗi là khi là gì? Tội lỗi là khi con người vượt ra khỏi quy tắc. Nhưng vấn đề ở đây đó là chúng ta làm sao để chúng ta có thể biết được đâu là cái quy tắc mà chúng ta phải tuân theo. Bởi vì mỗi một quốc gia họ có một quy tắc, mỗi một gia đình người ta có một quy tắc gì đó. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đúng không ạ? Có đôi khi cái người ở trong gia đình này làm cái việc đó không bị cho là tội, nhưng ở trong một gia đình khác làm cũng cái việc y như vậy lại bị cho là tội. Ví dụ như tôi hồi lúc tôi còn nhỏ, tôi mê đi đánh bài ăn chơi thôi, nhưng mà nhà mấy đứa bạn của tôi cha nó vô chơi chung luôn, không sao cả.
Nhưng mà tôi chơi, tôi gặp, tôi bị đòn. Tại sao tôi bị đòn? Tôi vi phạm quy tắc của gia đình tôi. Tôi vi phạm quy tắc của gia đình tôi. Và khi tôi vi phạm quy tắc gia đình tôi thì đối với gia đình tôi, tôi tội. Tôi bị phạt. Nhưng về gia đình kia thì không biết đó, thì không, họ không có lỗi, mặc dù họ cũng làm hành động giống như tôi. Vậy thì chúng ta lấy cái quy tắc nào là quy tắc chuẩn? Thì chúng ta thấy như thế này nè. Ở trên thế giới, mỗi một quốc gia họ đều có một cái quy tắc của riêng họ, gọi là luật pháp. Mỗi một quốc gia đều có quy tắc của riêng họ. Nhưng như tôi nói, có nhiều khi quốc gia này họ làm vậy không bị phạt, nhưng mà quốc gia kia làm như vậy bị phạt. Ví dụ chúng ta đi qua Thái Lan, chúng ta chạy ngược chiều không bị phạt. Tức là chúng ta chạy bên trái đó, không bị phạt. Nhưng mà ở Việt Nam chạy bên trái là bị phạt. Nhưng mà ở Việt Nam ta chạy bên phải là không bị phạt. Nhưng mà qua Thái Lan chạy bên phải là bị phạt. Đó là thuộc về cái quy tắc, hiểu không ạ? Mỗi một nơi khác nhau. Vậy thì làm sao tôi lấy cái nào là cái chuẩn đây? Nhưng mà thật sự thì trong tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều có những cái quy tắc chuẩn mà quốc gia nào cũng phải chấp nhận. Quốc gia nào cũng phải chấp nhận. Không quốc gia nào chấp nhận giết người. Đúng không ạ? Không quốc gia nào chấp nhận trộm cướp. Phải không? Không có quốc gia nào chấp nhận ngoại tình. Đó, đại khái là như vậy. Vậy thì nó sẽ có những quy tắc chuẩn, mà những quy tắc chuẩn này tại sao nó lại trên toàn thế giới đều có quy tắc chuẩn như vậy? Nó bắt nguồn từ đâu? Nó bắt nguồn từ lương tâm của con người. Mà lương tâm của con người đến từ Đức Chúa Trời. Bởi vậy cho nên có những cái quy tắc chuẩn khi chúng ta vi phạm, tức là chúng ta phạm tội. Nhưng mà cũng có những cái quy tắc mà đôi khi chúng ta vi phạm mà chúng ta không phạm tội. À, vậy thì nói về tội lỗi thì tội lỗi là gì? Chúng ta sẽ định nghĩa tội lỗi. Tội lỗi tức là chúng ta vi phạm hoặc là chúng ta nghịch lại luật pháp của Đức Chúa Trời. Tội lỗi tức là vi phạm hoặc là nghịch lại luật pháp của Đức Chúa Trời. Vậy thì nói như vậy thì có những cái quốc gia, có những cái dân tộc họ không biết Đức Chúa Trời là ai, thì làm sao họ có được luật pháp của Đức Chúa Trời để mà có thể xét tội lỗi? Thì khi đối với những quốc gia mà chưa biết được, những dân tộc chưa biết được Đức Chúa Trời, thì có một cái quy luật khác mà Đức Chúa Trời đã dành cho họ. Chúng ta xem ở trong sách Roma. Roma đoạn 2. Từ câu 12 cho đến câu 14. Roma đoạn 2 từ câu 12 đến câu 14. Phạm những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà hư mất. Còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội thì sẽ bị luật pháp đoán xét. Vì chẳng phải kẻ đi nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy. Vả dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy giàu không có luật pháp cũng tự nên luật pháp cho mình. Câu 15 luôn chị. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong họ, trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình. Dạ. Ở đây trong cái câu này, đặc biệt câu 15, chúng ta thấy rằng cái quy chuẩn của luật pháp Đức Chúa Trời được ghi ở trong tâm linh. Được ghi ở trong tâm linh của con người. Cho nên cái người dù không có biết luật pháp của Đức Chúa Trời đi nữa, nhưng khi họ làm sai với luật pháp Đức Chúa Trời thì họ bị lương tâm cắn rứt. Họ bị lương tâm cắn rứt. Và cái lương tâm cắn rứt đó, mà đó là cái từ ngữ bình dân mà chúng ta thường hay nói đó,
để chứng minh rằng luật pháp của Đức Chúa Trời đã được đặt ở trong tâm linh của họ. Vậy thì nếu chúng ta biết luật pháp của Đức Chúa Trời thì chúng ta căn cứ vào trong luật pháp của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Nhưng nếu những dân tộc nào đó chưa biết luật pháp của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ căn cứ vào trong tâm linh của họ, tức là tiếng nói của lương tâm, để xác định đó là tội hay không phải là tội. Và như chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời dựng nên con người chúng ta, tâm linh chúng ta ra từ Đức Chúa Trời. Tâm linh chúng ta được dựng nên giống như Đức Chúa Trời. Bởi vậy cho nên tiếng nói của tâm linh chúng ta cũng là tiếng nói của Đức Chúa Trời. Và khi tâm linh chúng ta lên tiếng có nghĩa là chúng ta đang vi phạm nguyên tắc hay là vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời thì đó là tội. Dù người đó tin Chúa hay chưa tin Chúa, dù người đó có chấp nhận luật pháp của Chúa hay không, nhưng tiếng nói trong tâm linh người đó vẫn không thể, người đó cũng không thể nào chối bỏ được. Vậy nói tóm lại, tội lỗi tức là vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Và nếu ai đó nói rằng người đó đâu biết Đức Chúa Trời đâu, mà đâu biết luật pháp của Chúa đâu mà vi phạm hay không vi phạm, thì tiếng nói của tâm linh là tiếng nói của luật pháp Đức Chúa Trời từ ngay trong tâm lòng của họ chứ không có đâu khác. Bởi vì người ta có thường, người đàn ta có câu đó, có thể có những người họ thoát khỏi tòa án nhưng họ không thoát khỏi tòa án lương tâm. Có thể có những người họ tìm cách để họ chạy tội, để họ không bị phạt, họ không bị ở tù, nhưng họ không thoát khỏi tòa án lương tâm. Là tòa án lương tâm đó chính là tiếng nói của tâm linh hay là luật pháp của Chúa. Họ sẽ bị chính luật pháp của Chúa phán xét họ. Cho dù luật pháp của con người, đương nhiên luật pháp của con người có thể không trọn vẹn, sự xét xử của con người có thể không trọn vẹn, cho nên có những khi họ vẫn để lọt tội lỗi. Nhưng mà đức luật pháp Đức Chúa Trời thì trọn vẹn, không bao giờ lọt tội lỗi. Và ai sẽ là người lên án? Chính người đó, chính lương tâm của người đó, chính tâm linh của người đó sẽ là người lên án. Cho nên tội lỗi là gì? Tội lỗi là vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải hiểu rằng Đức Chúa Trời không tạo nên tội lỗi. Nhớ nha, Đức Chúa Trời không tạo nên tội lỗi. Vậy thì tội lỗi nó bắt từ đâu? Tội lỗi nó bắt đầu từ đâu? Kinh Thánh cho ta biết rằng nó bắt đầu từ Satan. Chúng ta xem ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 28 câu số 16. Ê-xê-chi-ên đoạn 28 câu 16. Dạ. Nhân ngươi mua bán thành lợi, ngươi kiêu ngạo, phải không ạ? Vậy thì nó bắt đầu từ đâu? Ban đầu không có tội lỗi. Ban đầu không có tội lỗi. Nhưng khi Lucifer nó thấy nó được cao trọng, nó thấy nó được cao trọng và bắt đầu nó kiêu ngạo. Và cái sự kiêu ngạo đó nó nổi lên, cái sự kiêu ngạo nó nổi lên, nó sanh ra tội lỗi. Chúng ta thấy Kinh Thánh câu 16 nói thế nào? Nhân ngươi buôn bán thành lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ và ngươi đã phạm tội. Và ngươi đã phạm tội. Đây là tội lỗi đầu tiên. Đây là tội lỗi đầu tiên. Trước đó Đức Trời dựng nên các thiên sứ không có tội. Nhưng mà khi Lucifer nó quyết định, nó để cho cái lòng tự cao của nó, để cho cái lòng kiêu ngạo đi vào trong nó, sản sinh ra trong nó, và điều đó dẫn đến phạm tội. Vậy thì tội lỗi nó bắt nguồn từ đâu? Tội lỗi nó bắt nguồn từ Satan. Nguyên thủy của tội lỗi trong con người thì từ Adam và Eva. Khi Đức Chúa Trời dựng nên Adam và Eva thì Adam và Eva cũng không có tội.
Khi Chúa Trời dựng nên Adam và Eva thì họ cũng không có tội. Nhưng cái kẻ phạm tội này nó bị đuổi ra khỏi thiên đàng và nó đã gieo cái tư tưởng kiêu ngạo vào trong Adam và Eva. Và khi Adam và Eva chấp nhận cái tư tưởng kiêu ngạo đó thì Adam và Eva phạm tội. Thì cũng như vậy ngày hôm nay, người ta nói nhân chi sơ tánh bổn thiện, tức là bản thân con người sanh ra là cái tánh bản thân nó là bản thân cái bản tánh của chúng ta là thiện. Nhưng mà bởi vì cái bản chất chúng ta bị di truyền, cho nên là chúng ta lại dễ dàng chấp nhận những điều sai trật. Nhưng mà có cái điều đó là cái tội lỗi của Adam hay là tội lỗi của loài người và tội lỗi của Satan nó khác nhau. Loài người cũng nổi loạn, Satan cũng nổi loạn, nhưng Satan thì không còn được tha thứ, nhưng loài người thì được cơ hội để được cứu chuộc. Ủa, tại sao có sự gì khác biệt chỗ này? Một sự khác biệt chỗ này đây, Satan tự nó chọn phạm tội, mà con người là bị cám dỗ dẫn đến phạm tội. Cho nên khi Satan tự nó, cái quyền tự do của nó và tự nó quyết định, nó chọn chống nghịch lại Chúa, cho nên nó không còn được tha thứ, nó không còn có cơ hội để được tha thứ nữa. Nhưng con người thì do bị dẫn dụ mà con người còn cho con người có cơ hội. Giống như thực tế trong đời chúng ta ngày hôm nay cũng vậy thôi. Những cái người mà chịu gọi là bị dẫn dụ, bị dụ dỗ để phạm tội thì những người đó còn có cái cơ sở để giảm nhẹ hình phạt hoặc là khoan hồng. Nhưng những người họ chủ động và họ có lên sẵn kế hoạch để họ phạm tội thì bị xử nghiêm và thậm chí là hình phạt được gia tăng. Đó là cái điều ở trong con người. Thì ở trong Chúa cũng vậy, Satan nó đã lên một cái kế hoạch để nó phạm tội, chứ không phải là tự nhiên, không ai cám dỗ nó cả, nhưng tự nó lên một cái kế hoạch nó phạm tội. Nó lên kế hoạch chỗ nào đây? Chúng ta xem ở trong Ê-sai. Ê-sai đoạn số 14. Chúng ta xem từ câu 12 cho đến câu 15. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng báo dạ rằng ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Nó nói gì? Ta sẽ. Có ai dụ nó không? Tự nó. Nhưng còn tại sao, còn Adam và Eva phạm tội như thế nào đây? Bị dẫn dụ. Đó là lý do tại sao con người chúng ta ngày hôm nay chúng ta phạm tội, chúng ta vẫn được tha thứ. Là bởi vì sao? Chúng ta bị dẫn dụ. Chúng ta bị tư dục xui khiến. Đôi khi ma quỷ nó, chúng ta nói là ma quỷ nó cám dỗ, thật sự là đôi khi là bị tư dục xui khiến. Dục này nó xuất phát từ đâu? Tư dục của chúng ta nó xuất phát từ cái chỗ đó là cái ngã bản chất chúng ta bị hư hỏng từ duyên. Trong chỗ giống như ta thấy đất tự nhiên chẳng ai gieo trồng cả, để tự nhiên không còn, được không ạ? Tự nhiên vậy thôi, nó mọc lên cây cỏ. Cho nên khi đất nó mọc lên cây cỏ, người ta không có vì đất nó mọc lên cây cỏ đó mà người ta là cho đó là đất xấu.
đúng không? Người ta đâu cho nó là đất xấu, mặc dù tự nhiên để nó mọc ra cây.